Lúc nãy ông có giới thiệu có cái cô gái xinh đẹp trình bày cho bên đỉnh Kim, tên là gì tôi quên mất rồi ta. Du, Trình Thái Du, trợ lý đối ngoại của tập đoàn Đỉnh Kim, rất có tài đấy. Tôi cũng thấy như vậy. Này, bản trình bày của cô ta rất thuyết phục đấy. Tiếc là đôi khi tài năng không có quyết định được vấn đề. Tôi đang lo đây. Cái đám tài trợ ấy, nó sẽ rất hài lòng với Đỉnh Kim. Nó bằng lòng nó chọn Đỉnh Kim đấy. Không cần lo, bên đó ông cứ để cho tôi. Ông có vẻ tự tin quá nhỉ. Rồi thời gian sẽ chứng minh sự tự tin của tôi có căn cứ. Ôi, nếu đúng là như thế thì tiếc cho mỹ nhân của bên Đỉnh Kim quá nhỉ. Ồ, chuyện đó tôi cũng sẽ lo luôn. Sao? Ý ông là sao? Nhân tài như lá mùa thu, không thể nào bỏ lỡ một nhân tài như vậy dục qua mắt được. Này, nhưng mà nói thật nhá, ông đừng có mơ. Cô ta vừa là trợ lý thân cận, lại vừa là tình nhân của ông Hùng đó, tổng giám đốc Đỉnh Kim đó. Không thể dụ được cô ta về di chướng của ông đâu. Này này, ông nói ông tổng giám đốc Đỉnh Kim tên gì? Hùng, Trần Tâm Hùng. Trần Tâm Hùng. Hôm nay công bố kết quả dự thầu phải không? Dạ đúng ạ. Hôm bữa họp tốt chứ? Tôi bận việc gia đình, vợ tôi bệnh nặng quá, tôi không thể đi được, tôi thấy lo lắm. Dạ, hôm đó Du làm rất tốt, bên chủ đầu tư và quỹ tài trợ đều rất hài lòng. Tôi nghĩ là lần này cơ hội thắng thầu của chúng ta rất lớn. Hy vọng là như vậy. Dạ. Vào đi. Dạ, thưa chú, bên dự án họ vừa điện thoại sang à. Mọi khi là ông Kiên điện thoại trực tiếp với tôi. Lần này ở bên đó có người gọi cho cô à? Dạ, họ gọi điện sang là để công bố là chúng ta đã bị rớt thầu rồi ạ. Hả? Cô Trúc có ở bên ngoài không vậy? Dạ còn. Cô ra hỏi xem các thông tin mà ta cần để đi điều tra mình đã có hết chưa, xong rồi mang vào đây. Dạ, chú đợi con chút. Em, những thông tin hôm qua anh kêu chuẩn bị đã có chưa? Vậy mang vào trong nha. Dạ. Dạ đây chú. Dạ của chú đi ạ. Cảm ơn. Dạ chào cô. Mời cô theo tôi. Mời cô. Dạ thưa cô Du, đây là chú Thiên. Dạ. Xin chào cô Du. Chào ông. Ba mươi năm rồi, tôi mới nhớ lại
bàn tay của phụ nữ mềm mại và quyến rũ như thế nào. Nhờ cô cả đó. 30 năm thật sao? Cô nhìn những nếp nhăn chờ đợi trên khuôn mặt của tôi thì biết. Mời cô. Cho phép tôi chọn thức uống cho cô nhé. Tại sao tôi không được tự chọn? Với một người tài năng và mạnh mẽ như cô, cô đã phải từng giây từng phút quyết định thay cho người khác, kể cả số phận của họ. Lần này chỉ với hy vọng cô cho tôi một cơ hội được quyết định dùng cô và chọn một loại thức uống ngon. Cô chỉ uống, khám phá và tận hưởng hương vị của nó thôi. Mong cô cho phép nhé. Dĩ nhiên rồi, cảm ơn ông. Rất hân hạnh. Cảm ơn cô. Ủa, tôi chỉ thấy ông chọn mà. Tôi đã chọn ngay từ khi cô nhận lời gặp tôi. Ông làm tôi bất ngờ quá. Làm sao so được với cô? Ý tưởng mời Fred Norman làm sân golf thay cho Starlight là một ý tưởng rất bất ngờ. Tôi hâm mộ cô. Cảm ơn ông. Ông quá lời rồi. Thật ra tôi nghĩ đó cũng chỉ là ý tưởng chấp nhận được. Bởi nếu xuất sắc như ông nói thì chúng tôi đã không thất bại. Cô thất bại không phải là vì ý tưởng của cô tệ, mà ngược lại rất hay là đằng khác. Vậy chứ tôi thất bại vì cái gì? Vì đằng sau cô không có một bệ đỡ đủ mạnh. Ví như là ở trong tình yêu, người phụ nữ luôn luôn cần một bờ vai đủ mạnh. Theo tôi là vậy. Nhưng mà với tôi, đỉnh kim không tệ như ông đánh giá đâu. Nếu không tệ, cô đã thắng rồi. Thương trường mà, thắng thua cũng là lẽ bình thường. Thua keo này thì ta bày keo khác. Nhưng mà đâu thể lấy ngẫu nhiên mà luận cao thấp. Mà huống chi tính tới thời điểm này, ông cũng chỉ mới thắng đỉnh kim có đúng một lần, đúng không? Tôi thấy ông hơi vội vã tự tin kết luận như vậy. Cô nói rất hay. Tôi đã có vài chục năm chiêm nghiệm những gì cô nói rồi. Cho nên là khi tôi nói với cô những đánh giá của tôi như vậy thì cô phải hiểu là tôi có đủ căn cứ để thuyết phục cô. Ông đâu cần phải nói như vậy. Ông muốn nói sao cũng được. Ông nói là công ty của các ông mạnh hơn đỉnh kim của chúng tôi cũng được. Tôi đâu có quan tâm. Sao cô lại không quan tâm? Nếu như tôi đang muốn gửi đến cô một lời chào mời, một cơ hội làm việc tốt gấp 10 lần công việc ở đỉnh kim, thì cô nghĩ sao? Đúng là người ta nói không sai mà. Và có vẻ như là ông đang ứng dụng câu nói đó với tôi. Người ta nói là cái gì mà không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Không, không phải như vậy đâu. Mà phải rất nhiều tiền cộng với niềm tin và tâm huyết. Nhưng rất tiếc, tôi lại phải làm ông thất vọng rồi. Bởi vì tôi ở lại đỉnh kim không phải là vì tiền. Vậy thì vì cái gì?
là vì tôi. Con Duy nó xảy ra chuyện ở trường rồi anh à. Con Duy nó xảy ra chuyện gì vậy? Nói nghe coi. Em không biết chuyện gì nữa, nhưng mà nghe giọng nó có vẻ gấp lắm. Anh tới trường giùm em nha. Ở đây anh xem sao. Vì bây giờ em đang đi công việc cho ba vợ của anh, em sợ là em về không kịp. Anh cố gắng giúp em nha. Được rồi, anh đi ngay. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì đâu. Chỉ là người bạn anh có việc, cho nên anh phải đi ngay. Dạ. Đi. Anh đi đi, không cần đưa em vào trong nhà đâu. Cũng được. Vậy em vào nhà nha. Anh đi lấy xe. Anh đi nhanh. Dạ. Rồi về với em. Dạ. Vậy anh đi nha. Em biết. Xin lỗi chị nha. Ai vậy? Chị có sao không? Chị cười hả? Chắc là tại tôi bê bối quá phải không? À không, mà chị cũng tình mắt quá ha. Không, tôi bị mù, tôi chỉ nghe thôi. Vậy tôi xin lỗi nha, tôi không để ý. Vậy để tôi đưa chị vô trong nhà. Cảm ơn chị, tôi tự vô nhà được rồi. Đây là nhà của tôi. Nhưng mà tôi thấy trong kia có mấy bậc thềm. Để tôi đưa chị vô trong đó. Tôi... Cô tới đây có chuyện gì? Ủa, nhà anh Dũng ở đây hả? Vậy chắc đây là vợ của anh. Em gái tôi. Cô tới đây có chuyện gì không? Sếp Hùng kêu tôi đến đây để đưa đồ cho anh Kha. Nhân tiện tôi cũng là bạn của anh Kha. Anh Kha không có nhà, chị có thể chuyển cho tôi. Tôi là Hạnh, tôi là vợ anh ấy. Dạ, xin lỗi nha. Sếp Hùng nói với tôi là phải đưa tận tay cho anh Kha. Để tôi ngồi ở đó chờ anh ấy về được không chị? Cũng được. Anh Dũng à, anh Dũng tiếp khách giùm em nha. Tôi thấy đằng nào cũng vào nhà rồi, để tôi đưa cô vào trong luôn nha. Cẩn thận đó. Từ từ thôi nha. Đáng lý ra cô không nên đến đây. Ba tôi rất ghét Thuật gặp đến nhà. Nhưng mà dù sao tôi cũng đã lỡ đến rồi, mặc dù là tôi vô tình. Mong là anh cũng đừng giận tôi. Tôi còn muốn có dịp tiếp xúc với vợ anh nữa kìa. Anh Dũng, sao anh nói gì kỳ quá vậy? Chị ngồi xuống đợi anh Kha nha, tôi sẽ tiếp chuyện với chị. Anh Dũng à, tôi thấy dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Nói đúng hơn,
là chúng ta cùng chung một công ty. Có phải vậy không anh? Tôi thì khác. Chưa bao giờ tôi để cho người ăn kẻ ở nhảy lên bàn của mình mà ngồi. À, vậy thì may quá. Tôi chưa bao giờ nhảy lên bàn của anh ngồi. Mặc dù tôi biết chắc là anh cũng muốn lắm. Chúng mày rước con hồ ly tinh này vào nhà để cho nó phá tan cái gia sản này hả? Anh Kha khỏe không? Lâu quá rồi không gặp anh. Sao cô lại? Tôi vừa nói chuyện với vợ anh xong. Công nhận á, vợ anh rất là dễ thương. Giờ này mà có ở đây làm sao? Ở công ty bao nhiêu việc ba phải làm hết, trong khi con thì nhỡn nhơ ở nhà, đi trễ về sớm làm sao hả? Ba. Ủa, con gái, con gái của ba hôm nay có chuyện gì vui không? Mà sao hôm nay đón ba đi làm về vậy? Thường ngày ba đâu có về giờ này đâu. À, ba về đây giờ này là để... Để tiếp khách phải không sếp? Ba đã quên hồ sơ ở trong phòng, cho nên bây giờ ba về ba lấy để gặp đối tác với cô Du. À quên nữa, giới thiệu với con, cô Du đây là... Dạ, tụi con biết nhau rồi ba. Vậy à, nè, cô Du cũng là nhân viên thuộc cấp dưới quyền anh Dũng con đó nghe. Dạ. Trước thì phải, còn bây giờ thì... Bây giờ thì sao? Là cấp dưới của ba. Ba biết nhân viên thuộc cấp của ba là ai, nằm ở vị trí nào. À, Du chờ một chút nha, tôi lên phòng tôi lấy bộ hồ sơ. À, sếp bà khoan đã. Sếp cho em xin điếu thuốc được không? Được chưa? Cô không được hút. Ba tôi rất ghét mùi thuốc lá. Đã sao? Tiếp khách người ta hút, mình cũng phải hút chứ. Vấn đề là hút ở đâu và thời điểm nào thôi. À, đây nè. Cảm ơn sếp. À, khoan đã. Em quên mất. Em quên mang hộp quẹt của em rồi. Ba, để con đi lấy hộp quẹt cho. Ba đi lấy hồ sơ đi. Hộp quẹt có đây rồi, tài lanh. Em rất cảm ơn anh vì đã về nhà từ tin nhắn của em. Em nhớ anh lắm. Nhớ hả? À, nhớ chứ. Hồ sơ đó phải nhớ. Vậy chờ chút nha, để lại lấy hồ sơ. Ủa, bữa nay anh về sớm vậy? À, anh quên bộ hồ sơ để trong phòng, bây giờ anh về lấy. Mẹ, đây là cô Du, người mà con nói với mẹ đó. Dạ, con chào cô. Cô khỏe không? Khi nào mà cô muốn đi chùa thì con xin phép được qua chở cô đi cùng nha. Tôi cũng ít khi đi chùa lắm. À, nhưng mà thỉnh thoảng cũng đi để cho lòng mình nó thanh thản mà. Dạ, vậy bất cứ lúc nào mà cô muốn đi chùa, cô cứ alo cho con một tiếng, con sẵn sàng qua đón cô. À, cảm ơn cô. Dạ, vậy thôi chắc con xin phép ra ngoài xe, đợi lấy hồ sơ rồi đi cùng với sếp. Em chào anh Dũng nha. Cô ơi, cô biết không, ở trong công ty á, anh Dũng lúc nào cũng mẹ mẹ hết. Nhà này con trai con gái đều có vợ có chồng, nhưng mà lúc nào cũng mẹ hết. Mẹ. Đó, cô thấy chưa? Cô Du ra xe đi. Chờ tôi một chút để tôi lấy hồ sơ. Vậy rồi mình đi. Con xin phép. Cô, cảm ơn anh đã đi công việc để cho tôi được nói chuyện với vợ anh. Món đồ của anh rồi sẽ còn ở đây nữa. Chào chị Hạnh.
Chị Du ơi. Hả? Chị nhận bưu kiện giùm em. Ủa, mà bưu kiện gì? Dạ không biết nữa. Chị ký giùm em. Ai gửi vậy em biết không? Dạ không. Cảm ơn em. Dạ không có gì ạ. Alo. Cô thích món quà của tôi chứ? Ông là ông Thiên. Phải. Rất vinh dự cô nhận ra tôi. Mà sao tự nhiên ông lại tặng quà cho tôi vậy? Dĩ nhiên là phải có nguyên do chứ. Dạ, tiệc đêm nay rất là quan trọng đối với tôi. Tôi lại không mời được ai đi cùng. Tôi muốn hối lộ cô, cho nên tôi mới mời cô. Nhưng sao lại là tôi? Dĩ nhiên phải là cô thôi. Cô hiểu điều đó thì cần gì tôi phải nói nữa. Mà tôi sợ là không tiện lắm. Tôi chẳng mời ai cả. Mặc dù cô biết là tôi rất có điều kiện để mời những người khác. Mà nếu cô ngại, chẳng may gặp ai quen cô, thì cô cứ nói tôi là tài xế của cô, được không? Ai mà lại làm như vậy? Xin cô cứ làm như vậy với tôi, tôi không ngại đâu. Sao? Im lặng là đồng ý nha. Tôi sẽ chờ cô ở bến tàu. Nếu cô mà không đến, tôi sẽ nhảy xuống sông trầm mình. Nhưng mà để chìa khóa trên xe, bảo vệ sẽ lái xe vào bãi. Tôi sẽ lấy chìa khóa cho cô sau. Được. Tôi xin phép đưa cô xuống cầu tàu.
Mời cô. Chào cô. Cô định hớp hồn luôn cả chàng trai rất thân cận của tôi luôn à? Tôi không dám đâu. Không sao. Nè, được cô đây để mắt tới là may mắn nhất trong cuộc đời của cậu đó. Vẫn chưa chắc đâu thưa ông. Chắc hay không thì nhiệm vụ của chàng trai trẻ bây giờ đã xong rồi đó. Vậy nên nhường cái nhiệm vụ hộ tống người đẹp lại cho tôi nhé. Dạ. Chào cô. Chào anh. Bộ dạng nó lúc nào cũng lầm lì, nói năng thì thô kệch, không biết lấy lòng phụ nữ đâu, nhất là phụ nữ đẹp. Có gì sơ sót thì mong cô lượng thứ cho tôi nhé. Ông đừng làm mọi việc trở nên trang trọng như vậy, khiến người thấy hơi ngại. Vậy thì tốt. Tôi chỉ sợ sự chuẩn bị của mình chưa xứng với sự quý phái của cô. Nào, mời cô. Dạ. Đây là một trong những loại rượu hiếm hoi ở trên thế giới, được chưng cất từ nho trồng ở Pháp, chứ không phải từ ngũ cốc như những loại rượu khác. Đúng, hương vị của nó rất khác so với những loại mà tôi đã từng uống. Loại rượu này được chưng cất từ rượu nho chín trong mùa đông xương giá, hương vị tinh tế hơn, đậm thấm hơn, dịu ngọt hơn, cho nên rất là quyến rũ. Tôi rất thích cái cách miêu tả sự vật của ông, nó rất là thú vị. Tôi nghĩ nó sẽ thú vị hơn khi cô cùng tôi tham quan không gian bên trong của chiếc du thuyền này. Tôi cũng đang rất là tò mò đây. Rất hân hạnh. Rất hân hạnh được mời cô vô trong tham quan. Dạ, chào anh chị. Đây là phòng khách. Chiếc sofa này được bọc thuộc da bởi những nghệ nhân nổi tiếng của người Ý thực hiện. Còn phía trên là một khung cửa sổ vòm khá lớn, cô có thể nhìn thấy được cả bầu trời rất đẹp. Còn bên cạnh là khoang bếp, được trình bày một cách rất tinh tế và được ốp gỗ màu hổ phách. Phòng tắm, toilet. Và đây, đây mới là khoang chính.
Mong cô đừng ngại. Xin lỗi vì tôi đã làm cô sợ. Tôi đã lấy những lời thoại và những câu văn miêu tả không gian về chiếc du thuyền trong cuốn tiểu thuyết này. Nếu vậy thì tôi chỉ sợ khoảng 30% thôi. Còn 70% còn lại, tôi rất muốn khám phá một con người thông qua trò chơi đọc tiểu thuyết của ông. Có nghĩa là cô đã khám phá về tôi được 70% rồi à? Không, tôi đã khám phá ra một sự thật nằm ở phía sau ông. Phía sau tôi đó hả? Tôi đang cảm nhận một phía sau vẫn còn khao khát tình yêu. Một phía sau mang hy vọng có thể níu kéo về một thời đã qua, hoặc cũng có thể là đã mất. Và điều quan trọng, nó đang được che đậy bởi một con người đầy tham vọng, đam mê tiền bạc và cả quyền lực nữa. Không có đúng. Không có đúng. Cảm ơn cô về chuyến đi du thuyền rất vui. Hãy bấm vào số này để nghe thông tin nhé. 1963. Rất cảm ơn bạn đã xác nhận chọn khu nghỉ dưỡng Golden Island trên quần đảo xinh đẹp Maldives để tận hưởng kỳ nghỉ sắp tới. Kèm theo đây là quà tặng đặc biệt, một phiếu mua sắm trị giá 2.000 đô khi bạn đến với chúng tôi. Chúc bạn có những khoảnh khắc thật đáng nhớ tại Maldives. Chào cô, gọi tôi gì tin nhắn à? Tôi cũng không biết là tôi có nên nhận món quà của ông không. Không, đó là quà của nhà tổ chức dành cho cô, liên quan gì tới tôi đâu. Tôi cũng thừa biết ai là người đứng ra tổ chức mà. Vì sao cô là người được tặng quà? Thì bởi vì tôi đi với ông. Cô có chắc không? Vì cô đáng được như vậy. Ý của ông là sao? Là vì cô, chứ không dính dáng gì đến tôi. Tôi cứ tưởng cô là một mẫu người rất hiện đại, dứt khoát, biết hưởng thụ cuộc sống và dám chịu trách nhiệm. Việc gì cô phải ai ngại khi giữa chúng ta không có gì khuất tất? Sao cô tự mang ách vào mình khi nghĩ rằng cô được ưu ái khi đi với tôi? Sao cô không nghĩ theo hướng đơn giản? Đó là may mắn của cô, không liên quan gì tới tôi. Nếu chẳng may mọi thứ không như ban đầu, thì cô cũng phải tự tin là mình đã đủ bản lĩnh để giải quyết mọi trục trặc, có đúng không? Bản thân tôi chỉ cảm thấy chuyện này hơi khó xử thôi. Thay vì khó xử dơ dẫn, cô hãy sắp xếp kế hoạch đi nghỉ mát đi. Maldives rất đẹp, rất xứng đáng để cô khám phá. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông.
Không cần cảm ơn tôi, là nhờ chính bản thân của cô thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy là tôi vẫn nên phải cảm ơn ông. Được rồi, tạm thời tôi có nhận bừa bãi lòng biết ơn của cô, được chưa? Bừa bãi hả? Phải, tôi thấy tôi nhận cũng hơi bừa bãi. Thôi, khuya rồi, chúc cô ngủ ngon nhé. Dù gì thì một lần nữa tôi vẫn muốn cảm ơn ông. Không có gì, chúc cô ngủ ngon. Ông cũng vậy, ngủ ngon. Alo. Anh đây. Tối hôm qua em đi đâu vậy? Em đi uống cà phê với bạn. Sao anh gọi điện mà em không bắt máy? Em bỏ điện thoại trong xe, em quên mất. Thì tối về thấy cuộc gọi nhỡ của anh thì phải gọi lại chứ. Em mệt nên em muốn ngủ sớm. Bây giờ em lên văn phòng gặp anh một chút được không? Có chuyện gì không? Mọi khi em đâu có hỏi câu này. Thì nếu không có chuyện gì thì khi khác gặp nhau. Anh muốn gặp em ngay bây giờ. Nhưng mà bây giờ em không có muốn. Em nói cái gì? Em không muốn. Em có biết là em đang nói cái gì không? Em biết em đang nói gì. Vậy em lặp lại đây. Em không muốn gặp anh. Anh thích thì cứ đuổi việc em đi. Du à, chị Du, chú Hùng mời chị lên có việc cần bàn à? Bàn chuyện gì? Dạ em không rõ à. Nói với chú Hùng của cô là tôi đang bận. Chị thông cảm cho em đi, thật sự em không dám nói với chú Hùng như vậy đâu à. Thì cô muốn nói sao cũng được, tùy cô. Chị không lên thì cũng không có sao. Nhưng chú Hùng nói với em á, nếu như không mời được chị lên á thì em cũng đừng có lên nữa. Thôi được rồi, cô ra ngoài đi. Chút nữa tôi lên liền. Đúng là trò trẻ con. Cô Thủy ra ngoài đi, tôi có việc cần bàn với cô Du một chút. Dạ thưa chú. Sao hả sếp? Sếp muốn bàn với em chuyện gì? Bàn ở đoạn trên, đoạn dưới hay là đoạn giữa? Em bị làm sao vậy? Làm sao là làm sao? Anh nhớ em, anh muốn gặp em để nói chuyện một chút. Có gì đâu mà em phải hành hạ anh như vậy. Tôi đang nghĩ không biết là ai đang hành hạ ai à. Sao em lại có những cái suy nghĩ dớ dởn như lung tung như vậy hả Du? Không tranh cãi nữa, anh muốn gì thì nói nhanh đi. Thực ra thì không có việc gì để mà nói. Thực ra thì anh chỉ muốn... Không có gì nói vậy, tại sao anh phải bắt tôi lên đây cho bằng được? Anh đang nghĩ tôi là cái gì vậy? Tôi là đồ chơi của anh hả? Anh muốn cư xử với tôi như thế nào cũng được hay sao? Du à, bữa nay thái độ em bị sao vậy? Bữa tôi nói không đúng hả? Em làm sao vậy Du? Thái độ của em rất là kỳ quặc. Là tôi đang rất mệt mỏi.
Và tôi không có thời gian ở đây để nghe những chuyện nhảm nhí như thế này. Dớ dẫn Du.